Quá tuyệt vời ấy. Vâng, nhạc sĩ nghệ sĩ Hữu Đào rất cảm ơn tất cả quý vị cùng toàn thể hỗ trợ, tức là đã thưởng thức và động viên Hữu Đào. Bây giờ nhạc sĩ lại tiếp tục thổi cho bà con nghe bài Chiếc Cặp Biêu bằng chiếc sáo loại tín xù. Tín xù tới tay của loại nhạc cụ tín xù. Giới thiệu nhạc sĩ Hữu Đào là một nhạc sĩ đã từng đi biểu diễn 7 nước. Anh biểu diễn ở các nước, nhất là các nước châu Á như là Myanmar, Brunei, Trung Quốc, rồi Ấn Độ, Nhật Bản và các nước khác nữa. Cho nên đấy là một thầy giáo dạy đơn bầu và dạy sáo. Đấy, do đó cho nên là bây giờ nhạc sĩ Hữu Đào phải có những tiết mục sáo, mà chúng ta phải biết rằng nhạc cụ sáo nó rất khó, nó là một số nhạc cụ hơi. Năm nay thầy là 65 tuổi rồi, cho nên những người thường mà những người cao tuổi thì không thổi những cái sáo to được như thế này được, bởi vì hết hơi rồi. Thế nhưng mà thầy vẫn khỏe, đấy là một điều đáng mừng.